Lâu lâu ra ngoài có người đại đi ăn cũng sướng. Ai đại vậy đó? Thôi đi lùi lại thôi. Được cái kim chi ăn thịt thôi, con cái bên này nhìn thấy ngâu cái lòng này. Từng vào. Ủa xương to. Hiểu cô nói lúc đó hoàn toàn đắng không? Đắng. Cái kia đó không đắng mà là nên đắng cái này. Đó. Cái này là ăn xong còn đi đâu sau bên đó còn bao nhiêu? Đang một kéo thì đi kéo phải tí thôi. Đây là cái mình thích nhất. Cái lá này thì thôi xin củ cải đường hành ngâm nước mắm không được chồng kia mù tạp tôm kim bạc và tỏi món kim chi. Kim chi này mình rất là thích. Thịt béo hay heo đẻ nữa. Nhưng mà em thì ăn mặn. Em thì ăn nóng. Kinh nghiệm của một người phục vụ nhà hàng hơn 1 năm em ạ. Cơm là chuẩn bài luôn. Lắp được cô
tôm không. Tôm như rồi là được. Nhiều lời mua ở Teku em cắt thịt hả? Lần đầu tiên sáng này. À, nhìn là ngon đó, biết thì thấy là ngon đó. Một cục như này mà hai cục như này 200.000 Việt Nam mình, hơn 200.000. Rất là ok. Một là 3 phần đấy đúng không ạ? Thịt heo đen hả? Nhìn thịt tươi nhỉ. Nhìn thấy là đẹp ngon rồi. Em nhớ cái quán vừa được ở xa xa không? Em mới bẻ về Dũng à? Lại phải hai mì để mà thôi mình mua đắn luôn. Bình miếng thịt nhìn hắn ngon nữa. Cái bộ đây là nhẹ nhìn miếng thịt là biết rồi. Anh đi kiếm bữa tiên nhé. Tiên đây là một trận có 3.500. Nhớ từ nay có khả năng là ăn được rồi, không đau thôi, không đau cực kỳ ngon. À, nóng. Miếng mua đỏ được, nhưng mà miếng mua chín nữa. Đây này, miếng đó thôi. Được rồi, được rồi. Nhỏ cái tôi nha. Thank you.
ngon hơn đây, mùa hè đây nó. Cái khăn tôi dùng để cho nó thì có khuôn vang cái điện thoại á. Cái mình làm vlog ông chủ đem cho một cái nào. Bỏ lên trứng ngon, rất là ngon. Xin xem em ăn đi, em chặt đi được đấy, anh bỏ tư phục vụ em. Kiểu mình hay ăn thịt kim chi với cơm. Em nó ngon này, ngon được kêu. Rất là nóng. Đi một người nhưng mà ngồi hai người hai bàn. Hàn Quốc này có rất là nhiều loại kim chi nhá, củ cải rồi những cái giòn giòn này mình không có biết củ kim chi gì đây nhưng mà rất là ngon. Ở đu đủ rồi kim chi mực nữa, bạch tuộc và mực, hai cái món rất là thích. Thank you.
món tráng miếng. Ơ, thì cái tráng miếng đó. Ừ. Cái đường ngọt nhất. Ngọt, chua chua, không có vị đắng. Rất là ngon. Sáu miếng người ba miếng cắt chân luôn. Cho anh ăn vậy đâu. Ví dụ như mà mở ra xe mặt trắng mà lâu lâu mới lên ăn bữa mà lụng. Không. Cực kỳ ngon luôn. Cà rốt. Hơi xúc cái ngàm mấy cà muôn đi. Lâu lâu ra ngoài có người đài đi ăn cùng sướng. Ai đài vậy nào? Mà thứ nó xe xe đấy. Vì mùa mưa là nhạc rửa bát đấy. Là cứ rủ mình đi ăn này. Em ăn xong mới nhớ là dọn dùm cho cái người đầu bếp luôn nha. Từng phục vụ nhà hàng 150 cho hai. Mà nhiệm vụ đã hoàn thành. Nghe cảm giác là sao? Anh lấy đấy.